Hello, xin chào anh chị, lại là em Tâm đây. Em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản khu vực Nha Trang Khánh Hòa. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất Của Tâm. Chiều hôm nay là em đang ở tại thực địa ngay thôn Đồng Trang 3 của xã Diên Đồng thuộc huyện Diên Khánh. Hôm nay em muốn giới thiệu đến quý cô chú anh chị là 4 lô đất vườn. Phía sau lưng em nằm trên mặt tiền đường nhựa, hiện tại là đường rộng 8m, sau này quy hoạch mở rộng 26m. Đây là mặt tiền đường liên xã thông từ xã Diên Đồng qua xã Diên Xuân của huyện Diên Khánh anh chị. Đây, phía sau lưng em đây là 4 lô đất. Bốn lô đất này là diện tích đa dạng là từ 549m² cho tới là 569m², và mỗi lô là ngang từ là 19m, ngang 37m, 28m, bám đường rất là nhiều ngay khu dân cư. Hiện trạng là đất trồng cây hàng năm và toàn bộ là quy hoạch thổ cư hết, chỉ 1.800.000 m². Thì em nhân đây là chỉ từ là 920 triệu cho một lô, sổ hồng đầy đủ ngay khu dân cư. Từ vị trí của em đang đứng đây là cách ủy ban dân xã Diên Đồng là tầm 3,9 km, đường ô tô cách về trung tâm Nha Trang của mình là 26 km, và theo hướng tây này của em là cách 2,5 km là mình giáp tới ngay trung tâm của xã Diên Xuân luôn, rất là đẹp. Để quý cô chú anh chị hình dung dễ hơn thì em sẽ quay review xung quanh và tím sẽ bay thêm vài ảnh là cam trên cao để mình xem thêm nha. Hey, anh chị, đây là 4 lô đất ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị đây. Từ đây kéo qua bên kia 4 lô này là tầm đâu đó là 7-80 mét so với mặt đường. Mỗi lô là anh chị thấy là có cọc tranh rõ ràng. Và hiện tại là em đang đứng ở lô số 1. Lô này có tổng diện tích là 549m². Đây, hướng 4 lô này là hướng 4 lô này là hướng đông nam nha anh chị. Đây, ngay khu dân cư nè. Ở đây là hiện tại là đường nhựa rộng 8m và sau này quy hoạch mở rộng 26m luôn. Đó, đây. Đây là ngay khu dân cư. Hiện tại ở đây là em đang ở trên mặt tiền đường liên xã. Đường liên xã là thông từ xã Diên Đồng qua xã Diên Xuân. Và hiện tại là tâm đường là rộng hơn 8 mét như thế này, hai ô tô tránh nhau, và sau này quy hoạch mở rộng 26 mét. Xung quanh là anh chị thấy là đây là ngay khu dân cư. Đường điện dân sinh đã có đầy đủ nè. Đây là đường điện, lưới điện ba pha lớn, và bên cạnh là một đường điện dân sinh. Và lô đất của mình là nằm đối diện đây, ngay khu dân cư. Trước sau là đều bao bọc bởi dân cư luôn, rất là đẹp. Lô đất đầu tiên em giới thiệu tới quý cô chú anh chị là có năm tổng diện tích là 549m², ngang 19m, ngang 19m. Sau khi lô này là có giá là 592 triệu, để em nó có một phần quy hoạch 549 trừ quy hoạch lại còn là 500 mười mấy, giá cho là 500 trừ sau khi trừ quy hoạch là tính cho đơn giá là 1.800.000 thì rơi vào khoảng là tầm 920 triệu. Và 4 lô ở đây á, thì giá dao động là từ 920 cho tới là 1.020.000 cho một lô, tại vì diện tích chênh lệch một tí á. Đó, anh chị nào quan tâm thì tí em sẽ gửi cái sơ đồ và gửi bản giá qua anh chị xem sẽ hình dung được. Đó, rất là đẹp. Lô này là ngang 19m, dài là 26m, cọc tranh rõ ràng trước sau. Ở trong đây thì sẽ có lô số 2 này là đẹp nhất. Lô số 2 này bám đường rất là đẹp luôn, bám tới 37m mặt tiền đường luôn nha anh chị. Đây, đây là lô số 1. Ở đây là sẽ xây hàng gạch ranh rõ ràng hết. Đó, đây là hàng gạch ranh đất nè, ghép ra tới vừa sau 26m. Đó, từ đây ngang qua đây, ngang qua đây là qua bên đây là 26m nè. Phía sau đây là ghép qua đây là 26m. Ở đây là xây là để có gạch rõ ràng rồi. Tuy nhiên là do cỏ nó cao quá cho nên nó bị che mất nè. Anh chị thấy là đó, từ cái này đổ xuống nè. Về bên đây là lô số 2, lô số 3. Mỗi lô là để có gạch nè. Đó, xây cọc ranh bằng gạch rõ ràng, rất là đẹp. Ở đây là thế đất rất là cao, bằng đẹp luôn, không sợ thấp so với mặt tiền đường. Chỉ 1.800.000 m², hiện trạng là đất trồng cây hàng năm và toàn bộ là quy hoạch thổ cư hết. Hướng này là cách về ngay ủy ban dân xã Diên Đồng là 3,9 km, cách về trung tâm Nha Trang của mình là tầm 26 km đường ô tô. Ở đây là ở từ vị trí này anh chị đi qua đây là 500m là tới ngay nhà thờ Đồng Trăng. Đây là khu dân cư nè. Đó, xung quanh dân cư rất là nhiều. Em sẽ quay xung quanh để anh chị coi thấy đất trước, rồi tí em sẽ bay vài hình ảnh lên cam trên cao để mình xem được tổng quát về khu vực này luôn. Đây, lô số 2 này là có diện tích là, tại vì tới 4 sổ là để em mở máy em coi xem. Lô số 2 này là 567,4 m², ngang là ngang bám đường là 37m, ngang bám đường là 37m, là nó ôm hơi cong phía sau á, phía sau là nó bằng là ngang 33m, còn phía trước là ôm liếng đường hơi cong như thế này là 37m, cho nên là lô này đẹp nè, không bị tấp hậu nha anh chị. Đó, nó hơi liếng liếng phía sau một tí thôi. Lô này là 567m² và ở đây là quy hoạch thì không bị mất đường,
là bên này 26m mở rộng bên phần bên này và bên mình là không bị mất, 567 nhân cho 1,8 triệu. Lô này ra là 1 tỷ 020 triệu, 1 tỷ 020 triệu cho lô này. Trong 4 lô thì lô này là đẹp nhất, bởi vì nó ngang bám đường nhiều nên anh chị, ngang xìa bám đường này tới 37m đó, và nằm giữa đây là phòng bằng luôn. Đối với anh chị nào mà thích làm một cái farm, nhà xưởng, nhà vườn ở đây thì với một cái lô đất ngang mặt tiền 37m như thế này rất là phù hợp đó, ngang rất là đẹp luôn. Lô số 2 này là ngang nhiều nhất là anh chị đó, ngang tới 37m mặt tiền đường, vuông vức trước sau luôn đó. Dép tới bên này là chiều dài bên này là 19m, bên này là 15m, tại đây là lý công theo đường đó. 4 lô là hướng đông nam bắc. Đây cũng mấy anh em đây là lên là cũng review luôn. Cách Nha Trang mình chỉ 26km đường ô tô thôi, rất là đẹp. Thẳng hướng tây này của em là cách về ngay trung tâm của xã Duyên Xuân là 2,5km. Dép ra đường tỉnh lộ 8 là tầm 3,9km thôi. Đây là đường thông rất là đẹp. Ở đây là phù hợp anh chị làm farm nhà vườn. Đường điện dân sinh đã có đầy đủ rồi. Hiện trạng là đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm. Đâu, đúng rồi, đất trồng cây hàng năm và toàn bộ là quy hoạch thổ cư hết. Chỉ 1,8 triệu cho 1m. Thì anh chị biết là hiện tại mà đất ở thôn 3 giáp với thôn 5 như thế này á, đất thổ cư á, từ diện tích lớn nhỏ thì để dao động là từ 7 triệu cho tới 10 triệu 1m2. Ở đây là quy hoạch thổ thì chỉ 1,8 triệu thôi. Quy trình thì anh chị nộp lên đăng ký thổ cư, hoặc anh chị thích mà làm nhà xưởng, nhà vườn á, làm farm á, xây nhà tiền chế thì vẫn làm được trên đất quy hoạch thổ nha. Bởi vì ở đây là ngay khu dân cư, cơ sở hạ tầng đầy đủ và đường điện dân sinh để vào tận nơi luôn. Chỉ từ 920 cho tới 1 tỷ 020 triệu cho một lô. Đó, lô số 2 đây nè. Xề rất là đẹp luôn anh chị, xề rộng phía sau nè. 37m mặt tiền đường. Và lô này là 563m. Ngang mặt tiền đường là 28m nè. Đó. 563, 567 thì mình nhân đây cũng phỏng phỏng cũng giấy tiền đó. Và tới cái đoạn này thì bên đây là quy hoạch mình không có bị mất đường nữa, mà bị mất ở bên phần này. Quy hoạch là lấy bên phần nhiều, cho nên là 567m là còn nguyên luôn. Lô này là ngang 28m. Đó, cọc ranh là rõ ràng nè anh chị, ngang 28m. Ở giữa đất thì có một cái trụ điện, nó cũng không ảnh hưởng mấy, tại vì cái trụ điện là nó nằm trong cái phần quy hoạch. Đó, trụ điện nằm trong phần quy hoạch mở đường. Và với ngang 28m như thế này cũng rất là đẹp luôn. Cũng 1,8 triệu cho 1m2. Đó, cọc ranh rõ ràng hết, từng lô rất là đẹp. Đó, anh chị quan tâm á, tại vì mỗi lô cái diện tích nó sai số một tí, cho nên là em ở đây vào lúc là cũng xấu với kém chiều, tranh thủ quay là để mưa nè. Hồi nãy giờ đây là anh chị thấy được ướt nè, em lên ở đây là mưa xong là tranh thủ quay để anh chị xem. Và anh chị nào quan tâm á, thì kết nối Zalo với em để em sẽ gửi cái thông tin sổ đầy đủ. 4 lô này là đã có sổ hồng riêng từng lô rồi, sổ đầy đủ và anh chị sẽ dễ hình dung đất hơn. Đây, đây là lô số 4. Đó, anh chị thấy không? 4 lô nè, bề ngang bám đường rất là nhiều luôn. Đó, bề ngang bám đường rất là nhiều. Cọc ranh, tường rào rồi hết đầy đủ hết. Hàng gạch nè. Ở đây là anh chị thấy là chủ họ cũng xây là tường gạch hai bên, mỗi bên là ranh đất, mỗi bên là một hàng gạch. Đó, rõ ràng hết, rất là đẹp. Và ở đây góc này anh chị thấy là đất bằng như mặt đường luôn, cao ráo sạch đẹp. Vuông vức luôn. Ngay khu dân cư. Rồi, để cô chú anh chị hình dung dễ hơn thì em sẽ bay một vòng lên kênh trên cao để mình xem tổng quát về khu vực này được dễ hơn nha. Đây, anh chị, với góc bay live cam này em sẽ bay bán kính một vòng quanh vị trí của lô đất để quý cô chú anh chị cảm quan tổng quát về khu vực được dễ hơn. Từ trên cao nhìn xuống là anh chị thấy là 4 lô đất của mình á, là nằm trên hàng ranh nè, có xây gạch rõ ràng. Đó, mỗi lô là xây hàng gạch riêng từng lô rất là đẹp. Thế đất bằng phẳng, ngay khu dân cư, đất sạch đẹp, không lỗi, không dính mộ. Đường thông, hiện tại là đường nhựa rộng 8m và sau này quy hoạch mở rộng 26m. Bằng phẳng rất là đẹp. Lô đất của mình là cạnh ngay khu dân cư luôn. Sát bên nhà thờ Đồng Chăn. Đây. Rất là đẹp. Đó, anh chị thấy đây là ngay khu dân cư của xã Diễn Đồng, gần nhà thờ Đồng Chăn. Đây là khu vực dân cư ở rất là nhiều, nhộn nhịp. Thích hợp làm nhà vườn, thích hợp để làm farm, thích hợp để làm nhà xưởng rất là tuyệt vời. Chỉ 1,8 triệu cho 1m2. Đặc biệt 4 lô này là ngang mặt tiền đường, bám đường rất là nhiều. Đất vuông vức trước sau rất là đẹp, để có sổ hồng riêng từng lô.
Đó, thì nãy giờ em cũng đã quay review xung quanh và cũng như bay vài hình ảnh lên kênh Minh Cao, thì ít nhiều quý cô chú anh chị cũng đã hình dung được về vẻ đẹp mà 4 lô đất ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị rồi, đúng mà thích hợp để đầu tư, thích hợp để làm nhà vườn, thích hợp để làm kho, nhà xưởng cũng rất là tuyệt vời. Chỉ 1.800.000 cho 1m2 ngay khu dân cư, nằm trên mặt tiền đường nhựa 8m, sau này quy hoạch mở rộng 26m. Quá đẹp, quá tiềm năng, đúng không ạ? Đó, quý cô chú anh chị nào có quan tâm đến 4 lô đất này thì hãy gọi cho Tâm với số điện thoại là 0899990339. Em Tâm sẽ mời anh chị đi xem đất thực tế và cũng như là hỗ trợ tư vấn pháp lý cho anh chị nếu anh chị quan tâm đến sản phẩm này ạ. Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm quý tất cả mọi người. We'll be right back.